Ủa, tao vẫn quay mà, quay con này tao quay rất nhiều lần rồi. Bắt gặp xúc vật biển thì mất điện thoại, ra biển. Em hết tiền rồi, em không mua được điện thoại mới đâu, mọi người đừng có đùa em. Ai đùa? Mọi người đừng có trêu đùa em. Sao lại lôi Hà ra chỗ đùa này? Thủng không? Xem nào. Gì đây, gọi ai đấy? Gọi ai để tìm dép bên mày? Gọi hơn để tìm dép à? Quay cho nó. Thế này nhá, Hà đưa dép cho nó đưa thoại cho em. Anh có thể kêu. Quay cho nó quá. Ôi giời ơi. Ok, ok. Mày hay nhờ người khác cầm điện thoại chụp ảnh đúng không? Ủa mày thông minh từ bao giờ vậy? Quan trọng là mày nhờ ai chụp xong rồi sau đấy thì cái điện thoại đấy nó bay đi mất chứ phải rơi. Hôm qua mọi người đi tìm cái chết của Hà, hôm nay mọi người đi tìm cái điện thoại của Hà. Tại vì anh cận em. Thế là hôm qua đéo hiểu vì sao Hà chết tập đấy. Đã không dùng nã nó còn không dùng mắt. Anh đi về nào. Kết thúc video rồi này. Hà từ đấy được rồi.